Xin chào các bạn. Tiếp theo thì để tiếp theo cái bài hướng dẫn mà lập trình component phía trước đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn làm những cái phần tiếp theo. Còn bây giờ các bạn thấy nè, cái các bạn coi cái cơm product của tôi nè. Các bạn thấy ở đây nó có một cái checkbox để khi mà các bạn, ví dụ như tôi xóa hai cái tab này, tôi chọn hai cái checkbox này, tôi nhấp vô delete, thì nó xóa hai cái checkbox đó. Thì cái checkbox này làm như thế nào? Còn ở đây trên đây nè, các bạn thấy là tôi click vô một cái thì nó sẽ chọn tất cả. Tôi click không thì nó sẽ không chọn gì hết. Đó. Thì bây giờ tôi sửa lại cái đơn giản nè, cơm hello. Hello view bằng hello. Thì các bạn thấy là nó chưa có checkbox. Do là ta chưa làm cái checkbox thì làm cái checkbox này ở đâu? Thì các bạn để ý nè. Chúng ta đang ở cái default, cái default của cái view. Các bạn coi cái cơm hello. Đây. Do cái default ở trên cái default chúng ta chưa có checkbox nào hết. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái checkbox đó như thế nào. Các bạn xem, tôi sẽ gõ code. Cũng là TH. TH. Thì cái default này là cái input thôi các bạn. Nó là một cái input checkbox thôi. Nó chả có khác gì hết á. Try bằng checkbox name bằng toggle. Tại sao bằng toggle? Thì tôi sẽ nói cho các bạn sao tại sao bằng toggle. Còn cái on click thì cái on click này nó sẽ bằng là check on. Thì cái phương thức này là cái phương thức của Joomla các bạn. Check on cái gì? Là cái phương thức này nó sẽ đếm. Các bạn sẽ coi nè. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái trường, là một cái là Hello Việt Nam, một cái là Hello World. Thì khi các bạn sẽ truyền vô thì truyền vô bao nhiêu? Truyền vô hai cái. Một là cái Việt Nam, một cái Hello World. Nó sẽ đếm không trong cái danh sách cơ sở dữ liệu chúng ta là mấy, có mấy cái danh sách phần tử. Thì ở đây chúng ta có hai cái, thì ở trong này nó sẽ truyền vô hai, nhưng mà để truyền động á, thì chúng ta sẽ truyền PHP vô. PHP PHP thì chúng ta sẽ echo cái đếm phần tử vô là mặt count this chọn tới hello. Tại sao lại là echo this cho đấy hello các bạn? Các bạn xem cái file view nè. Tại vì một khi Joomla nó request á, thì nó request đến file view này trước, nó không có request đến cái template của chúng ta, cái layout. Nó không request đến cái thư mục layout này mà nó request đến cái template này. Thì khi mà nó request đến cái template này á, thì các bạn xem nè, nó sẽ làm cái gì? Nó chỉ làm cái hàm display này thôi. Nó làm cái phương thức display thôi. Thì nó coi cái tag. Cái tag nó đang bằng cái gì? Cái tag của chúng ta là đang ở default. Thì nó sẽ làm cái chỗ default này nè, nó gọi tới cái hàm get trở tới hello. Thì hàm got trở tới hello này nó sẽ làm cái gì? Thì get trở tới hello nó sẽ gọi cái model. Cái model là nó model bằng this chọn get model. Cái phương thức get model này nó sẽ lấy toàn bộ các cái model của tương ứng của chúng ta. Ở trong cái model này các bạn để ý nè, trong cái hàm model này đó, nó sẽ lấy toàn bộ cái hàm get chọn model này đó. Thì trong đây chúng ta sẽ đặt cái biến là model bằng get chọn model, tức là cái biến này nó sẽ bằng tới cái giá trị trả về của cái model này, của cái get hello này.
tức là toàn bộ những cái cho có trong cơ sở dữ liệu của cái bảng mà short hello đó. Thì khi mà nó có giá trị xong á thì nó sẽ assert, tức là nó sẽ đẩy sang layout với cái biến là hello, cái giá trị cũng là cái biến này hello. Các bạn thấy đó, trong cái default chúng ta nè, chúng ta sẽ đếm nó bao nhiêu phần tử. Thì khi mà chúng ta thay đổi trên đây, chúng ta thêm một cái phần tử là checkbox, thì ở đây chúng ta cũng sẽ thêm y chang như vậy, cũng có một cái td, tức là table data đó các bạn. Trong cái table data là gì các bạn coi nè, tôi sẽ dùng một cái PHP. Tôi sẽ equal cái GHTML. Nó là cái gì thì tôi sẽ giải thích sau. Tôi sẽ dùng read. Thì read chấm check out. Đó là this chọn tới hello is. Ở đây tôi quên là cái hello này là phải có is. Check out. Ở đây tôi quên là phải là check out các bạn. Bây giờ tôi xây lại. Bây giờ tôi chưa giải thích cái này là cái gì ha. Các bạn xem nè, tôi chưa giải thích đây là cái gì, nhưng mà tôi sẽ cho các bạn xem cái kết quả trước. Đây, bật qua tôi refresh lại. Đó, các bạn thấy nó có cái toggle nè. Đó, các bạn thấy nè, khi mà tôi click click vô cái toggle này thì nó sẽ check toàn bộ cái này nè. Khi tôi click không, tại sao nó thì như vậy các bạn, khi tôi click vô đây thì nó check toàn bộ. Thì tôi dùng Firebird tôi kiểm tra xem nè, dùng Firebird trên cái Google Chrome này, tôi không dùng Firefox nữa các bạn. Firefox nó hỗ trợ lướt web, lập trình web rất là tốt, nhưng mà tôi không dùng Firefox. Tại sao? Tại vì Google Chrome nó vẫn làm được tất cả những việc mà của Firefox nó làm, mà Google Chrome á, thì nó chạy rất nhanh, cho nên tôi rất là thích. Các bạn dùng Firefox cũng được, dùng cái Firebird trên Firefox cũng được, nhưng mà tôi thích dùng cái Google Chrome hơn. Giờ tôi chọn Firefox nè, bạn xem tôi dùng Infact, tôi chọn ở đây thì các bạn thấy là cái try của nó là checkbox, cái name là toggle. Tại sao nó là toggle? Các bạn bắt buộc phải đặt nó là toggle, tại vì á Joomla nó điều khiển trong cái trang admin của nó bằng JavaScript tất cả các bạn. Nó phải biết á, là cái chúng ta đang chắc vô cái toggle, tức là ta phải theo nó, ta phải chọn cái checkbox này là toggle, thì nó mới dùng JavaScript nó chọn tới cái form của toggle. Khi mà click vô thì nó mới chọn tất cả cái này đó. Còn cái onClick á, bằng check on này á, chẳng qua là nó sẽ đếm coi có bao nhiêu mà cái phần tử mà chúng ta cần check. Ví dụ như ở đây là 2, thì để cho JavaScript nó biết khi mà check vô á thì sẽ có hai cái checkbox cần phải check đó. Ví dụ như ở đây có 3 checkbox mà các bạn đặt ở đây là 2, thì nó chỉ check được có 2 checkbox thôi. Ở đây nó sử dụng JavaScript hết. Thì ở đây chúng ta đã làm được cái checkbox này đó. Tôi click lộn vô cái sky, tôi xin xóa cái cài các bạn. Thì tại sao lại làm được như vậy các bạn? Thì ở đây chúng ta có cái thẻ TX, tức là cái thẻ table của cái phần đầu của table. Cái phần đầu của table là cái gì các bạn xem nè. Đây tôi dùng Firebird nè,
là tức là cái này nè, cái name, cái description với cái checkbox này nè, tức là nguyên cái này là cái TX, còn nguyên cái này á, nguyên cái này là T-body nè, tức là T-body, còn trên đây là TX. Thì tương ứng thôi, cái TX có bao nhiêu thì cái T-body nó có phải có bao nhiêu. Thì cái TX đầu tiên là cái checkbox, thì dưới đây phải là cái checkbox. Nhưng mà cái JHTML này là cái gì thì đó mới là cái đáng cho các bạn quan tâm. Thì đây các bạn thấy nè, JHTML 2.2. Cái ship gạch read.checkout, tức là sao? Tức là nó sẽ chạy đến cái thư viện HTML, rồi cái file read là cái thư viện nào các bạn sẽ để ý nè, bên đây nè, trong cái sụt Joomla nè. Cái thư viện của nó đâu? Cái thư viện của nó là jQuery. Library là đây nè. HTML. JHTML tức là Joomla HTML đó các bạn. Ở đây là nó là HTML library nè. Rồi cấp con của library nè. Cái này tôi không nói, cái này cái cũ. Cái library, cấp con của library là HTML. HTML đâu? Đâu? Đâu rồi trời, cái ông thằng này ở Joomla, Joomla nằm trong thư mục Joomla các bạn. Tức là J á, J là Joomla. HTML nè, HTML nè, nó nằm đây nè. Nó nè. Tôi chọn nè. HTML, trong HTML nó sẽ gọi tới cái file read, read.php. Thì trong cái HTML này nó có thư mục HTML nè các bạn. Các bạn để ý cái thư mục HTML này, chúng ta sẽ chọn nó. Thì trong đó nó sẽ có một cái file read, nó nằm ở đây nè. Read này là cái lưới á. Cái lưới là cái gì các bạn? Cái lưới là cái này nè. Nè. Cái này là cái lưới nè. Cái lưới là những cái thành phần mà nó liệt kê ra những cái mà có trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta là cái lưới á. Thì cái read nè, tôi sẽ coi cái read nè. Tôi mở cái hàm read ra. Thì trong cái read nè, nó liệt kê những cái phương thức của read nè. Các bạn thấy nó có một cái phương thức check out nè. Tôi sẽ click đôi vào nó. Nó sẽ chạy tới cái read round. Trong read round này nó sẽ truyền vô hai cái mà tham số. Một cái tham số á, là biến row có dấu hòa. Biến row này là cái gì các bạn? Biến row này là nó trả về tất cả các dòng có trong cơ sở dữ liệu. Trong cái cơ sở dữ liệu hello nè, chúng ta sẽ trả về hai dòng. Đó, chúng ta sẽ trả về hai dòng. Thì nó trả về hai dòng đó. Ở trong cái tôi nhầm rồi các bạn. Không phải là cái checkout này mà là cái checkout này mới đúng nè. Tôi lít đôi vào checkout này. Thì khi mà tôi mở lên cái file default này ha. Khi mà các bạn viết như thế này là equal JHTML 2.2.read.checkout, tức là nó sẽ gọi đến cái file mà read.php là file này nè. Cái file nằm trong thư viện HTML này nè, Joomla nè, HTML nè. HTML nó sẽ gọi đến cái file read, rồi read.checkout. Checkout tức là gọi đến cái file read. Thì trong cái file read nè, file read nè, trong cái file read nó là cái file hướng đối tượng, nó sẽ gọi tới cái phương thức checkout. Rồi phương thức này nó sẽ truyền vào cái gì? Truyền vào là cái số dòng. Và cái y là cái thứ tự y. Còn cái identifier này á, là cái này nó có mặc định là cái ID rồi, chúng ta không xét tới nó. Đó. Bây giờ chúng ta xét tới cái default nè. Read.checkout nè. Là cái row nè, cái row của chúng ta là this trở tới hello. Trở tới hello rồi cái thứ tự của nó là y. Nè các bạn xem nè. Cái row này đang ở row nào? Bây giờ chúng ta đang ở cái row thứ nhất nè. Là cái y lúc này y bằng 0 là cái row thứ nhất. Cái thứ tự của y. Đó. Cái cách của chúng ta làm là như vậy. Tại sao chúng ta làm phải làm như vậy? Read checkout như vậy thì tôi sẽ nói với bạn sau.
Các bạn xem nè. Bây giờ tôi sẽ có một cái đường link ở đây. Cái đường link ở đây là làm cái gì các bạn? Thay vì cái tên bình thường thì tôi sẽ đặt cho nó một cái đường link ở đây. Khi mà click vô cái đường link ở đây thì nó sẽ chuyển sang cái trang mà thêm mới. Tôi sẽ cho các bạn tham khảo một cái cơm rô đất của tôi nè. Rô đất nè. Đó. Giờ tôi sẽ sửa cái rô đất màu nè. Nè, nó là một cái đường link các bạn. Tôi click vô nè. Click. Đó, nó sẽ chuyển đến cái trang sửa. Thì cái trang này tôi đặt nó là trang edit. Các bạn để ý trên cái đường dẫn nè. Cái tắt của nó nè. Tắt bằng edit nè. Thì các bạn để ý nè. Cái Zoomla nó hoạt động là toàn bộ dựa theo cái tắt hết. Khi mà cái tắt nó bằng edit á, thì cái layout nó chuyển sang edit. Khi tắt nó bằng add new á, thì cái layout nó chuyển sang add new. Các bạn nhớ kỹ nha. Hoạt động toàn bộ dựa theo tắt hết. Giờ tôi nhấn cancel nè. Hiện tại là cái tắt nó chả có bằng gì hết. Chả bằng edit. Chả có bằng toàn bộ gì trên cái toolbar này hết. Giờ tôi sẽ trả lời cái câm hello của chúng ta. Hello. Bill bằng hello. Bây giờ tôi sẽ thiết kế một cái form khác. Để làm sao? Để khi mà mình click vô cái toolbar new này nè. Khi tôi click vô new, hiện tại tôi click vô thì chẳng có gì chứ. Tôi click nè. Nó trở về vị trí ban đầu. Bị trở lại. Khi mà mình click vô new á, thì nó sẽ chuyển sang cái trang thêm mới. Nó sẽ thêm một cái giá trị mới. Thì để làm những cái công việc như thế á, thì tôi trở về bên netbin nè. Tôi trở về cái cơm hello của chúng ta. Đây, cái cơm hello của chúng ta đây. Thì ở trong đây nó có cái layout. Trong cái thư mục template á, người ta gọi là layout á các bạn. Thì bình thường thì nó chạy vô default rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái edit của nó. Tôi xóa những cái không cần thiết. Thì cái edit của chúng ta cũng là cái form thôi. Chúng ta sẽ form name bằng, bắt buộc là phải bằng là admin. Tại sao bắt buộc phải bằng admin form các bạn? Tại vì cái tên này để cho JavaScript mặc định của Joomla nó biết là nó đang kiểm tra đến cái form nào. Bắt buộc là phần admin form. Tại vì trang quản trị của Joomla là sử dụng JavaScript hết. Thì cái method của nó luôn luôn là bằng boss. Boss. Còn cái action á thì nó sẽ bằng như thế này. Index dot php option bằng com hello and view bằng hello. Tại sao nó bằng như vậy các bạn? Cái bài trước á, tôi đã làm như vậy rồi. Tôi làm này name bằng method bằng boss, action bằng index.com hello, dẫn bằng y gan vậy. Bên đây tôi cũng dẫn y gan vậy. Nhưng mà tại sao các action này bằng như vậy các bạn? Tôi nghĩ là các bạn chưa hiểu đâu. Cho nên tôi giải thích luôn. Tại vì cái bài trước tôi làm cũng hơi nhanh, cho nên tôi chưa kịp giải thích cho các bạn tại sao các action nó lại chuyển như thế này. Thông thường á, những cái người lập trình cái component á, thì người ta sẽ không để như vậy đâu. Người ta để như vậy nè. Người ta chỉ là action bằng cái index.php thôi. Còn ở đây người ta sẽ để là cái input sẽ bằng input cái try chứ. Cái try bằng hidden, tức là phải ẩn. Hidden name bằng action. Action value bằng com hello. Com hello. Ở dưới đây cũng có một cái input nữa. Input bằng hidden. Cái name bằng view. Ở đây nè. Tôi sẽ làm toàn bộ cho các bạn thấy luôn. View
value bằng view. Tại sao như vậy các bạn? Bình thường ta làm vậy nè, nhưng mà mình không làm vậy, mình lại làm khác. Tôi cần cho rất lên nè. À, tôi undo lại các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy đó. Tại sao? Tại vì như lúc nãy tôi nói đó, là một cái Joomla của mình đó, nó hoạt động theo cái tắc. Cái tắc là cái này nè. Nè, à, cái tắc là cái này nè. Đó. Khi mà chúng ta click vô new đó, là cái tắc tự động JavaScript nó đẩy vô cái tắc bằng new liền. Nè. Khi mình click vô new á thì cái tắc này cái value nó sẽ bằng new. Hiện tại cái value của nó là value nó bằng rỗng đó các bạn. À, tôi chả thêm gì, tôi đặt cái value bằng rỗng. Nhưng mà khi mà người ta click vô cái new là tự nhiên cái value nó sẽ bằng new liền. Tôi click vô sell tự nhiên cái value nó bằng sell liền. Là nó hoạt động theo cái tắc. À, thì ở đây á, mà cái tắc là cái nào? Khi cái tắc nó bằng, đây nè, các bạn coi nè, khi mà cái tắc nó bằng new, khi tôi click vô new, cái tắc nó bằng new, thì cái controller á, cái controller là cái này nè các bạn, nó sẽ thực hiện cái hàm new. Ví dụ như đây tôi có cái function là new, add new, function là add new. Là khi mà mình click vô cái new là cái controller nó thực hiện cái là cái function add new. Khi mà mình click vô cell, cái controller nó sẽ làm cái hàm cell, nó tự động làm cái hàm cell. Đó, nó không có, nó hoạt động toàn bộ theo cái tắc của chúng ta. Cho nên nhưng mà cái tắc á là nó là con của cái view. Khi mà chúng ta đang ở cái hơi mất thời gian nhưng mà tôi nói sẽ nói cho các bạn hiểu. Chúng ta đang ở cơm hello. Cái view là view hello. À, khi mà chúng ta click new thì Joomla nó sẽ kiểm tra xem cái tắc của chúng ta là cái tắc gì. À, thì tất nhiên cái tắc là tắc new, nhưng mà new này là new con của ai? Là con của cái view này nè, cái view hello. Một view hello là con của cái cơm hello. Cho nên chúng ta phải dẫn tới cái đường dẫn, cái action của chúng ta phải dẫn cái index.php này á, là nó nằm trong administrator. Là cái phần đầu tôi đã nói các bạn này, cái index.php này là nằm trong cái administrator, là cái file này nè. Cái file này nè. Đâu rồi? Ra, file này nè. Là cái file nằm trong administrator. Thì nó phải kiểm, lúc này ta đang ở cái view, cái cơm hello, cái view hello. Nó muốn kiểm tra xem cái tắc này là cái tắc của cái view, cái cơm hello này á, thì nó phải chạy tới cái cơm hello, rồi phải chạy tới cái view bằng hello, thì nó mới kiểm tra được cái tắc của cái con của hello. À, càng ngày càng phức tạp đó, các bạn phải tập trung nha. Bây giờ tôi sẽ chỉnh tới cái hàm edit. Cái edit này nó sẽ như thế nào? À, bây giờ tôi sẽ trở lại với cái layout edit nè. Tôi trở lại với cái cơm hello nè. À, các bạn thấy cái layout edit nè. Thì trong cái edit này gì là cái gì? Cái edit này tất nhiên là cái phần thêm mới thôi, thêm chỉnh sửa thôi. Thì tôi sẽ có một cái table với một cái last là cái CSS mặc định của Joomla là admin list, thì giống như lúc trước thôi. Đó, trong NetBeans nó có hỗ trợ sẵn các bạn. Tôi khuyên các bạn nên dùng NetBeans nha các bạn, tại vì cái NetBeans này nó hỗ trợ rất tốt cho mã nguồn mở giống như là PHP này, là Joomla nè. Đó, chỉ cần chúng ta chọn tới cái thư mục nguồn của Joomla thôi là nó sẽ hỗ trợ tất cả các hàm của Joomla. Đây, các bạn xem nè, trong cái table thì tôi sẽ có một cái tr là cái table row
Trong cái thẻ TR thì tôi sẽ đặt một cái lát là bằng khi. Tại sao lát bằng khi các bạn? Nè, các bạn xem nè, cái cơm rô đất nè. Tôi trước khi tôi làm cái bài hướng dẫn này cho các bạn á, là tôi đã làm một cái cơm rô đất mẫu sẵn rồi. Nè, các bạn xem. Nặng mà tôi chứng minh cho các bạn những gì tôi nói, tôi dùng file bớt nè. File bớt nè. Tôi chọn một cái rô đất 2 đi. Đừng để chọn nó rô đất 2 nè. Các bạn thấy nè. Những cái phần bên trái nó đều có màu sậm, những bên phải nó bình thường. Tôi chọn cái vết, tôi chọn đây nè. Nè, các bạn thấy nè, nó đều có lát bằng khi hết nè các bạn. Thì Joomla nó đặt sẵn những cái có lát bằng si bằng khi á, thì nó sẽ đặt y gan như cái phần bên trái này nè. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo bằng Facebook hết. Thì đây tôi đặt cái ở tôi quên là cái hai này đây. Tôi dùng Facebook lại nha các bạn, thông cảm nha. Cái TD chứ không phải là cái TR các bạn. Tôi chạy lại cái TD ở đây là cái lát nó bằng khi tôi sẽ Ctrl X cắt nó, xong là cái TD tôi bay vô. Thì trong cái TD nó có cái gì thì các bạn xem cái phần này. Đầu tiên nó có là cái name này, tôi sẽ equal cái name ra vhv equal ztest doc. Thì cái ztest này là cái hỗ trợ đa ngôn ngữ các bạn, cái phần trước tôi đã nói rồi đó. Thì tôi sẽ giải thích cái bài này thêm. Chắc là cái cơm hello này tôi sẽ chia làm 3 phần hoặc là 4 phần chứ không phải 2 phần như dự định nữa, tại vì nó có rất nhiều vấn đề các bạn. Không phải là cái cơm hello này nó có nhiều vấn đề, mà là tất cả các component của nó y chang như cái vấn đề nhiều như đó. Các bạn đừng có nản mà cái cơm hello chỉ có cái hello world thôi mà lại nhiều vấn đề như vậy thôi, những cái khác nó ghê gớm cỡ nào không có đâu. Cái cơm nào nó có y chang như vậy à, cái nào cũng có nhiều vấn đề thôi. Các bạn đừng có nản, các bạn học xong cái cơm hello này là tự nhiên các bạn sẽ rồ những cái cơm khác thôi. Thì cái name này nè, xong cái name là cái gì, trong cái name á thì nó để điền vô cái name á, thì người ta sẽ có một cái input input để điền vô, thì tất nhiên là cái try nó bằng test rồi, cái name nó bằng y gan luôn, bằng name luôn, cái name nó bằng giống trong cơ sở dữ liệu của chúng ta nha các bạn. Cơ sở dữ liệu chúng ta trong cái table này, cái chat hello nè, đâu rồi hello đâu rồi, đây. Chúng ta có hai trường là name description, điển hình chúng ta phải đặt y gan vậy, try bằng name thì vẽ y gan name như vậy. Bây giờ tôi copy ra thêm, copy ra một cái nữa. Lát cũng bằng quay triple description description try nó cũng bằng description y gan như trong cơ sở dữ liệu chúng ta description. Bây giờ chúng ta sẽ thử như thế nào. Trong cái file này nè, Joomla nó chạy trong cái view, nó phải chạy bắt đầu bằng cái view, nó chạy vô cái view hello thì nó chạy bằng cái file view này đầu tiên hết đó. Thì nó chạy cái file này, nó chạy cái hàm delay khi mà chúng ta click vô, như lúc trước tôi đã kêu các bạn tham khảo đó, cái G toolbar helper nè, AV nè, tôi dùng Google này, tôi kiểm tra nè các bạn, G toolbar helper. Các bạn thấy cái có một cái toolbar mà edit nè, edit list, tức là sửa một hàng loạt, edit list. Thấy, cái function của nó là edit,
cái tag của nó là mặc định là edit đó. Đó. Thì ở trong đây chúng ta xử như thế nào? Khi mà cái tag, khi mà chúng ta list ở đây nè, list cái hàm new nè, nè các bạn, tôi không nói tới edit nè, hồi nãy giờ tôi chuyển qua new nè, khi tôi list cái new sao, add new nè, đây, khi mà tôi list cái add new à, thì cái tag nó bằng add nè, đó, thì cái new hay là cái edit thì này nó cũng như nhau thôi các bạn. Ở đây tôi sẽ có thêm một cái khay là add new nè. Đó. Tôi chở qua tôi coi lại nè. Đúng là add new nè. Tắt nó bằng add. Thì mình là mình tính là cái list vô new hay là list vô edit gì á thì nó cũng sẽ set sang cái layout là edit này thôi. Thì các bạn xem nè, tôi cần cho add to sell lại nè. Giờ tôi click new nè. Cái tắt nó bằng add. Tôi là để đây là add new, miệng nói add mà thể new. Đó, tôi sell lại đó. Tôi reset lại. Nè, tôi click new nè. Ủa? Sao kỳ vậy? Nó có vấn đề đây các bạn. Khi mà set sang cái layout để tôi kiểm tra lại đây. Các bạn xem nè. Ở đây tôi request lại. Tôi click vô add new. Đúng ra khi mà click vô add new thì cái tag nó sẽ bằng add. Tắt nó bằng S thì nó sẽ thực hiện cái disk cho nó set out để nó chuyển tới cái file edit này à, nhưng mà tại sao tôi click vô đây này như thế này thì tôi không biết, thực sự không biết luôn, nhưng mà phải làm như thế nào thì các bạn để ý nè, tôi sẽ các bạn lập trình Joomla là các bạn phải sử dụng Gdom, các bạn tôi dùng Google nè, Gdom nè, có chữ B nè. À, tôi tìm trên Google với cái từ khóa là Gdom, tôi click vô Gdom cái kết quả đầu tiên. Thì tôi sẽ download cái Gdom này về, nó là một cái component của Joomla. À, tôi sẽ download nó về, thì khi mà download nó về á, nó sẽ có hai cái phần. Một cái phần là component, còn một cái phần á nó kêu là unzip first Gdom, tức là giải nén trước khi cài Gdom. Khi mà giải nén ra nó sẽ có hai cái file, một cái file là component, một cái file còn lại nó sẽ là login. Thì các bạn sẽ cài lần lượt hai file đó, cài file nào trước được hết. Thì tôi đã cài rồi. Khi mà các bạn cài xong á thì các bạn nhớ vô extension nè, login manager. Các bạn lấy vô login manager. Các bạn sẽ chỉ tìm tới cái Gdom. À đây là cái Gdom. Tôi đã enable nó lên các bạn. Lúc mà các bạn cài vô á, thì nó sẽ không có enable gì đâu, nó sẽ nằm ở cái trạng thái dấu x này nè. À, thì các bạn phải click phải enable login nó lên. Tôi click enable login. À, thì trong để sử dụng cái Gdom như thế nào thì các bạn để ý nè. Trong chúng ta kiểm tra là cái file view set layout, thì tại cái tình thế này á thì chúng ta sẽ dump ra, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm dump nè. À, đó. Dump cái gì? Chúng ta sẽ dump cái tag nó ra. Tìm trên sale. Thì tôi đã sale lại rồi đó các bạn. À, thì ở đây succumb chúng ta sẽ là cầm hello, cái view cũng là view hello. View hello. À, nó dump ra nè, nhưng mà nó chưa biết dump cái gì nè. Giờ tôi mình là dump cái tag nó ra, tôi sẽ click vô new. Click vô new nó không thèm đùm ra luôn. Tôi thử lại nha. Tôi cũng chả biết nó lỗi gì luôn. Click new nè, add new là nó submit nè. Nhưng mà nó không chịu đùm nè. Vậy mới khó. À, thì tại sao nó lại không đùm ra? Tôi tạm dừng một xíu các bạn, sorry nha. Tại sao lên sai các bạn? Các bạn xem nè.
Tôi refresh lại, tôi click new vô thì nó lại action tới cái index.tag bằng s. Thì các bạn học PHP các bạn cũng biết rồi đó, khi mà một cái action á mà nó đẩy những cái biến lên như vậy này, tag bằng s này nè, tức là nó đang ở phương thức get rồi. Nhưng mà cái ý của mình á là mình cho nó là phương thức post nhưng nó lại đẩy lên phương thức get, thì tức là mình sai cái vấn đề nào đó ở cái default này nè các bạn. Rồi đây nè, action của nó bằng index.php, action bằng tên hello, view bằng hello thì đúng rồi. Nhưng mà cái này nè, merit bằng post nè, chữ merit các bạn thấy sai chưa? Thì cái mặc định của nó, nếu mà chúng ta sai cái này á, thì nó sẽ đẩy lên cái merit bằng get. Mà cái merit bằng get á, thì nó sẽ truyền lên đường dẫn như thế này, chứ nó không có chuyện đường dẫn cái này đâu. Chúng ta sẽ đổi lại, bỏ chữ yes, tôi cần chọn Excel. Thì bạn thấy nè, lão lại nè. Nè, tôi click new nó sẽ đâm ra nè. Nè, đâm ra. Nó đâm ra cái request bằng add nè. Đó. Thì cái đâm này nó hay lắm các bạn. Nó đang đâm cái tắt này nè. Tôi thử lại nè. Tôi trở lại nè. Trở lại nè. Nó đâm ra tắt bằng add. Thì tôi xóa cái dòng đâm này đi. Trong cái app này chúng ta làm cái gì các bạn? Chúng ta sẽ điền name và description vô. Thì tôi sẽ nói với các bạn về cái vấn đề mà đa ngôn ngữ. Ở trong đây tôi sẽ kiểm tra cái ngôn ngữ. Tôi đã cài cái ngôn ngữ tiếng Việt vô rồi. Thì cái các bạn nào đã học lập trình Joomla, các bạn đã học lập trình Joomla thì tất nhiên các bạn đã học thiết kế Joomla rồi. Thì để cài cái ngôn ngữ tiếng Việt vô thì chỉ cần lên trang chủ của Joomla là joomla.org để download về thôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang, hiện tại tôi đang xài tiếng Anh nè. Trang sai hay là trang sai thì tôi đang xài tiếng Việt, giờ tôi mặc định nó là tiếng Anh nè. Thì cái hoạt động ngôn ngữ của nó là như thế nào các bạn? Các bạn xem nè. Ở trong cái file admin á, giờ tôi chỉ cái file mà sai á thì nó y gan như file admin thôi. Nhưng giờ hiện tại chúng ta sẽ xét tới cái administrator nè. Tôi có cái language nè. Đó, cái language. Trong cái language nó có hai ngôn ngữ, một là tiếng Anh nè, tiếng Việt nè. Giờ tôi sẽ kiểm tra cái tiếng Việt nè. Thì ở trong đây nó sẽ dịch toàn bộ các component hay là cái login hay là cái modem của Joomla có sẵn. Thì chúng ta cài đặt một cái component mới á, thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái com mới là tiền tố, là tiền tố là v nè, trừ là vn chấm com cái gì đó. Thì tôi sẽ tạo nè các bạn nè, new nè, nó là file ini nha các bạn. Ini file thì tôi sẽ sử dụng là file order nè. Và tôi sẽ console nó. Tôi sẽ tạo mới một cái file new là javascript đi. Mặc dù là javascript nhưng mà tôi vẫn đặt nó là một cái file ini v trừ nè vn viết hoa nè chấm nè com hello nè, là tức là cái com của chúng ta đó, hello. Tôi sẽ enter nó. Thì ở đây nè, tôi sẽ đổi lại nó là một cái sao nó lại là JS thì tôi sẽ đổi nó lại thành ini nè. Thì com hello ini nè. Trong đây tôi sẽ làm cái gì các bạn? Tôi xóa hết. Thì trong cái component chúng ta là có nào những cái nào mà thuộc JTAG nè. Nè. JTAG nè, name nè, description nè. Tôi sẽ dịch như thế nào? Tôi sẽ dịch là name nè, toàn bộ viết hoa nha các bạn. Vô cái file ini là toàn bộ viết hoa. Tôi sẽ dịch như thế này nè. Name nó sẽ bằng là tên. Tôi enter xuống description, toàn bộ viết hoa nha các bạn.
miệng nói giết hoa còn tay giết gì đâu không. Xanh. Vâng, chú thích à, các bạn để ý nè, bên cái file này mặc dù chúng ta viết bình thường hay là viết hoa gì thì tùy chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta dịch đó, thì cái file cần dịch đó, nó phải là toàn bộ là viết hoa hết đó. Từ enter xuống thì nó không quá lỗi nữa. Ủa, description tại sao nó quá lỗi ta? Bằng là chú thích. À, tôi sẽ tham khảo mấy cái file khác. À, bằng liên hệ, tham khảo liên hệ, chúng ta sẽ description sẽ bằng chú thích. Bữa này tôi sẽ coi this is description. Thì tôi chả có biết nó lỗi gì nữa, giờ tôi chỉ xem thôi. Giờ tôi đang ở cái option bằng cơm hello, tôi xem kết quả nó như thế nào thôi. Hello, view hello. Thì khi mà tôi list add no, nó vẫn chưa dịch các bạn. Tại vì trong cái cơm Vini mà hello này nó chưa có dịch, hoặc nó chưa có đúng á. Nói chung là vậy á. Hello nè, cơm hello.ini nè. Bây giờ tôi sẽ thử xóa cái này đi. Thì cần cho nó to sell lại. Yes. À, nó chưa dịch tại vì tôi chưa chuyển qua cái ngôn ngữ của nó. Tôi sẽ chuyển sang cái ngôn ngữ nè. Ở cái administrator chuyển sang tiếng Việt từ default đó. Thì cái trên đây option bằng cơm tôi sẽ sửa lại là cơm hello. À, giờ tôi sẽ add new nè. Nè, tên nè, nội dung mô tả nè. Ủa, vậy tại sao trong đây nó lại báo lỗi ta? Tôi cũng chả biết nữa. À, thì trong cái vấn đề này á, các bạn thấy có hai phần nè. Rồi trong cái edit nè, edit lại có cái name description nè. À, nội dung mô tả. Tôi cũng chả biết tại sao nó lại báo lỗi nữa. Rồi enter xuống nè. Không biết tại sao vô lỗi luôn. Thì cái đăng ngôn ngữ là gì các bạn, nó dịch như thế đó đó, thì các bạn hiểu là được rồi, nó dịch đúng thôi à, chứ mình không biết tại sao nó báo lỗi. Thì ở cái nãy giờ chúng ta đang xét cái edit, bây giờ tôi sẽ xét cái trước khi xét tiếp theo á, thì các bạn để ý là tôi làm một cái tùy tham khảo cái tâm Redux đó, tôi dùng Facebook nè các bạn. Thì trong cái này là cái giao diện default, cái layout default của nó nè. Thì trong cái default nó có cái gì, tôi sẽ chọn cái thì trong cái default nè, cái form default nè, nó có cái input hạng hidden name một box checked nè. Nè, tôi copy nè, tôi cần cho nó C, tôi copy cái default trong đây để chi các bạn. Tại sao phải mang là bóc chặt kịch cái này, tại vì khi mà chúng ta đang ở tới cái giao diện này đi, đây à, chúng ta sử dụng cái toggle này nè, list view check nè. Khi mà list view check này check toàn bộ, chúng ta sẽ list xóa, nó sẽ xóa toàn bộ các bạn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm không như vậy á, thì nó sẽ không hiểu chúng ta list toàn bộ này, chúng ta list xóa đi thì nó không hiểu là xóa cái gì. Chúng ta phải có cái này, nó phải xét thêm là có cái box checked thì không, có thì nó mới xóa được, có thì mình nó mới làm cái gì đó như theo cái box checked này được, chứ không không phải tự nhiên nó xóa được. Cho nên chúng ta phải có cái box checked này rồi chúng ta xóa nó đó. Bây giờ cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ làm một cái đường link cho đây nè. Thì làm đường link này, cái này là nằm ở giao diện default này các bạn. Giao diện default, tôi sẽ làm cái giao diện default. Thì ở cái giao diện default này nè, các bạn thấy thay vì in ra cái name không á, thì ngay cái chỗ này đây, tôi sẽ làm một cái hàm PHP, một cái phương thức của PHP. Đó,
tôi sẽ ở đây tôi sẽ cho nó một cái thay vì tôi xóa cái này thay vì in thẳng anh em thẳng, tôi sẽ xóa nó ở đây thì tôi sẽ cho nó là như thế này. Tôi sẽ đặt cho nó là cái tôi vẫn yêu cầu, nhưng mà tôi yêu cầu cái thẻ AGA. Ở đây tôi sẽ xóa cái này. Cái đường link đó thì HTML nó là sẽ là thẻ href bằng cái gì các bạn, thì bằng cũng giống như cái action thôi, index.php nè, option nó sẽ bằng là cái com hello của chúng ta, com hello, và view sẽ bằng là hello luôn, và tag sẽ bằng tắt bằng cái gì các bạn, bằng edit. Tại vì sao? Tại vì khi ta click vô đây á thì chúng ta sẽ chuyển, chúng ta chỉnh sửa nó, thì chỉnh sửa nó sẽ bằng edit rồi đó. Thì tất nhiên cái nó Joomla nó hoạt động theo cái tắt mà, thì khi click vô thì cái tắt nó bằng edit thì nó mới xem cái file này nó sẽ bắt được cái tắt nó bằng cái gì. Khi mà cái tắt bằng edit thì nó sẽ chuyển sang cái default edit thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái tắt bằng edit thì chưa xong, edit thì edit cái gì nữa kìa đó. Ví dụ như click vô cái hello Việt Nam này á, thì nó sẽ edit cái Việt Nam, thì nó chuyển sang cái edit của Việt Nam. Click vô cái hello world này á, thì chuyển sang edit của world. Cho nên chúng ta cần cái ID của nó nữa, cái ID của nó nữa. Mà ở trong cái Joomla á, thì nó sẽ chọn cái ID của nó là cái CID chứ không phải là cái ID nữa. Các bạn để ý nè, nè cái clip box nè đó, cái name bằng CID mới đúng đó. Nó càng ngày càng nhiều vấn đề đó các bạn. Thì cái này á, thì tôi sẽ thêm ra là CID nó là cái dạng mảng nó sẽ bằng cái gì các bạn, bằng cái ID chứ cái gì. Thì cái này nó sẽ bằng cái ID thì chúng ta sẽ là dist chỗ tới hello chỗ đấy ID dist chỗ tới hello chỗ tới ID address webway cities. Ở đây sẽ có, tôi bị nhầm rồi, ở đây cái CID chúng ta sẽ xét sao ha, nó bằng cái gì thì ở đây chúng ta sẽ equal nó ra, thì equal this chọn tới hello chọn đến ID. Tại sao báo lỗi các bạn? Đây tôi coi thử. Như cái href bằng ngoặc hello tag bằng cid bằng php equal list cho đến hello cho đến. Thì cái này nó sẽ là chúng ta sẽ yêu cầu tiếp cái name, hiện cái name ra equal this chọn đến hello chọn đến name. Thì cái hello này là cái hello của y, nó là cái mảng mà ea cũng vậy. Cái này là cái mảng thì chúng ta phải có như thế này. Ủa? Vẫn báo lỗi lắm, bị ghê á. Để tôi coi nó có lỗi gì. File 14 thì có đi thì check out href com hello và view bằng hello start bằng edit và cd bằng
CD bằng BHB cho nó equal this equal name không thể gì. Ở dòng 14 cột 29 đến dòng 15 cột 88 dòng 14 dòng 14 là từ đây sao tại sao là gì vậy GHTML à đúng rồi tôi cắt toàn bộ cái này lúc đầu tới cái name nó phải nằm trong một cái tờ đờ mới đúng thì đi tôi bị cô ạ à trong TV nó sẽ chứa một cái thẻ A tôi cần cho nó tôi xem lại ở đây tôi sẽ chuyển qua cái cơm hello của tôi cái cơm rồi đất tôi chỉ muốn cho tham khảo thôi đó nó là cái link này đó các bạn thì trong cái link nó chứa gì nè các bạn để ý nè tôi dùng Facebook nè đó cái link nó sẽ chuyển qua cái này tắt bằng edit thì nếu mà cái tắt bằng edit thì nó sẽ chuyển qua cái layout edit thôi click sẵn nè đó nhưng mà cái CID của nó bây giờ là cái nó bằng cái ID của cái này rồi cái này là cái ID của Hello World nó bằng 1 nè cái ID của Hello Việt Nam nó bằng 1 cái ID của Hello World nó bằng 2 nè nè sử dụng Facebook nè các bạn ID của Hello World bằng 1 nè Hello Việt Nam chứ Hello World bằng 2 nè đó thì tại cái phần mà view ở đây cơm rồi đất này cơm hello chúng ta tại cái phần view nè chúng ta sẽ có một cái phương thức mới nữa là function nè function khi mà cái tắt của nó tôi đặt thí nè nếu mà cái tắt nó bằng edit nè à, thì nếu tôi sẽ kiểm tra coi tồn tại cái nếu mà is tức là tồn tại cái mà ID không nãy đâu thì trước tiên tôi sẽ cho cái ID bằng gRequest get qua CID thì do đâu các bạn do chung ở đây nè mỗi cái checkbox mặc định của Zola nó đặt cái tên của cái name của nó là CID và CID dạng mãn nữa cho nên khi mà chúng ta làm cái này thì cái ID nó lại thuộc dạng mãn nhưng mà khi mà chúng ta click vô ở đây á click vô một cái Hello Việt Nam hay là Hello World này á thì cái mãn chúng ta chỉ có một phần tử thôi tức là cái ID không thì nếu mà tồn tại cái ID không á thì chúng ta sẽ làm như thế này chúng ta sẽ g table in g table g table get in cái gì thì tôi tham khảo cái cơm rồi đất của tôi nè nè các bạn thấy nè trong cái cơm rồi đất có s include best table thì tôi copy qua thôi cái dòng này là tức sao bạn tức là nó sẽ truyền vào cái file table at include tức là nó truyền về cái file table của chúng ta nó truyền về cái thư mục table nè với cái đường dẫn là hiện cái component hello hiện tại của chúng ta sẽ truyền đến cái thư mục table đó là nó add cái table này để tôi tham khảo tiếp nè cái tôi sẽ đặt một cái biến nó sẽ bằng lấy một cái file nè cái file hello get in tăng và tôi sẽ đặt là tôi sẽ chuyển cái biến hello bằng g table chúng ta đang xử lý cái table là cơ sở dữ liệu get in tăng in tăng
Lấy không, để tôi tham khảo lại. In is intern à. Intern, intern. Thì lấy cái thư mục nào vô thì tất nhiên thư mục hello rồi. À, hello. À, các bạn tôi tham khảo lên nè. Rodex. Trong cái Rodex này các bạn thấy cái table của Rodex nè. Đây. Rodex thì nó sẽ đặt cái tiền tố là Z table Rodex. Thì tôi cũng ở trên đây tôi cũng copy cái table của nó là Z table Rodex. Nhưng mà chưa có gì hết. Chưa có gì hết á. Thì ở đây tôi cũng đặt là get intern hello thôi. Thôi tôi đặt luôn ha. Hello ở đây tôi sẽ là last z table hello. Tiền tố của nó là z table nha các bạn. The extend z table. Đó, tôi tham khảo cái này nè. Đó, zero dot attend z table. Thì ở đây nó sẽ liệt kê toàn bộ những cái trường của cơ sở dữ liệu. Ở cơ sở dữ liệu chúng ta có ba cái trường: ID, name, description. Thì chúng ta cũng sẽ liệt kê như thế. Tôi sẽ liệt kê là var nè, ID, tất cả đi bằng null. Bằng null. Ở đây PHP thì phải có cái tiền tố là đô la. À, sau đó sẽ là var name bằng null và description description cũng bằng null, tất cả đều xét mặc định nó là bằng null đó. Thì bạn thấy nè, trong cái đó nó sẽ có một cái function là Rodex, tức là cái construct. Cái construct này là cái hàm nó mặc định, khi mà nó gọi tới cái file table này nó sẽ gọi cái hàm này, thì nó sẽ tác động cơ sở dữ liệu của chúng ta là hello với cái file chính là id. Còn cái database này dollar database này mặc định của Zimla ha. Còn hai cái này thì tạm thời chúng ta chưa nghiên cứu tới, tôi sẽ bỏ nó đó. Thì đúng ra trở lại cái file view này, khi mà chúng ta đã có cái file hello này á thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Hello chúng ta sẽ gọi nó, chúng ta sẽ chọn đến log. Log cái gì? Log cái ID không chứ cái gì? Tức là sao các bạn? Khi mà nó đã tồn tại cái ID không này, là tức là khi ta click vô đây á thì nó sẽ lưu cái ID của cái dòng này lên bằng cái ID không. Đó, khi mà nó có cái ID rồi á thì nó sẽ log cái ID đó từ cơ sở dữ liệu, nó sẽ select toàn bộ những cái trường của ID đó qua bằng cái ID log ID không này nè. Đó, tham khảo nè. Đó. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một cái checkout fuck story nè. À, tại sao chúng ta lại checkout như thế? Tôi lại nói sau nữa. À, cái hello này nè, từ cái hello này nè, hello chọn check out yes user ID. Tại sao có dòng này các bạn? Các bạn chưa có để ý tới cái dòng này đi, tôi sẽ nói giải thích các bạn cái dòng này tại sao lại có. Đúng là chúng ta tới đây được đó. Khi mà có xong á thì chúng ta phải truyền cái biến, chúng ta phải this chọn tên a select thì chúng ta sẽ truyền cái gì. Tôi sẽ truyền cái ID, tôi sẽ đặt cái tên là ID với cái giá trị là hello. Ủa, thì tôi tham khảo bên đây nè, đó ID không chứ. Tôi sẽ truyền cái ID này qua bên kia, ID không sang cái layout. Thì khi mà bên cái layout edit, tức là bên cái layout edit nó đã có cái ID rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn cần một
cái giá trị để lưu cái ID đó thì ta lưu nó ảnh ở một cái input là hidden name bằng CID, tôi đặt nó là CID vậy thôi. Value bằng bằng nè, tôi dùng PHP nè, PHP từ equal nó ra list cho tới ID đó. Tại sao có cái này list cho tới ID này? Tại vì ở đây nè, khi mà nó nhận từ cái file view này nè, nhận cái ID này nó truyền qua à, thì ở đây tôi lại dùng PHP một cái nữa, PHP tôi sẽ kiểm tra nè, nếu is this chỗ tới ID, tức là tồn tại cái ID này lúc này bên đây nè các bạn. Ở đây chúng ta cũng kiểm tra nó có tồn tại cái ID này không, tức là chúng ta có list vào đây hay không. Nếu mà chúng ta list vào đây á thì chúng ta sẽ đặt nó là name sẽ bằng this cho tới ở đây thì chúng ta sẽ đặt nó là this. Khi mà chúng ta log ra là toàn bộ cái biến hello á, nó sẽ có toàn bộ giá trị của trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ đặt là hello luôn, hello với cái giá trị chúng ta sẽ chuyển biến hello vô đây đó. Thì qua cái edit này chúng ta sẽ chọn list, chọn cái hello, chọn cái name. Các bạn để ý là khi này ở đây nó không còn là dấu mở ngoặc đóng ngoặc y nữa nghe các bạn, tại vì ở đây câu truy vấn của chúng ta là chúng ta truy vấn toàn bộ giá trị dữ liệu que cái ID, que cái ID không rồi là nó chỉ trả về một cái record thôi, chứ không phải là trả về nhiều record nữa. Description sẽ bằng this cho đến hello cho đến description description. Hả? Ngược lại nếu nó chưa tồn tại cái biến ID á, thì chúng ta sẽ cho cái name nó bằng rỗng. Các bạn cứ làm đi rồi tôi sẽ giải thích tại sao lại như vậy. Chữ xanh bằng rỗng. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu cái giá trị của nó là value. Value bằng chúng ta sẽ lồng PHP vô. Đó, echo. Ở đây là name, chúng ta sẽ echo cái name. Ở đây tôi cũng làm y chang như vậy. Echo description đó. Tức là khi mà chúng ta list vào đây, tức là chúng ta đã chỉnh sửa rồi, chỉnh sửa cái hello world này rồi, thì khi mà nó chuyển sang, nó sẽ chuyển cái ID từ đây sang bên cái layout edit luôn đó. Khi mà chúng ta chỉnh sửa thì tất nhiên nó đã có giá trị rồi, thì chúng ta sẽ đẩy cái giá trị có sẵn nó vô cái input. Còn khi mà chúng ta list cái thêm mới vô thì thêm mới một cái mới, thì lúc này nó chưa có cái ID, chưa có ID thì nó sẽ rỗng hết nè. Tôi save lại tôi cho các bạn xem, tôi list vô Hello World. Ý tại sao nó lại như vậy các bạn, tôi sẽ làm lại. Từ list cho Hello Việt Nam nè, Hello Việt Nam tại sao tôi sẽ kiểm tra lại một tí nữa là Hello Name. Bây giờ tôi sẽ đâm ra cái list Hello này là cái gì, cái gì đâm nó quan trọng lắm các bạn. Tôi thử coi cái list chọn trên Hello nó có cái gì chưa. Đó. Giờ tôi sẽ trở lại nè, tôi refresh lại.
click, nó chuyển sang nhưng mà nó chưa dump, tức là nó chưa có tồn tại cái ID, cái discharge ID. Ở đây tôi đã chuyển qua rồi mà ta. Cái gì regret à, tại sao? Tại vì tôi chưa gọi tới cái hàm tag edit này, nó chưa có làm gì hết. Cái hàm này chỉ là hàm chung chung thôi, nó chưa có thực hiện. Khi mà tôi list sang đây nè, tôi list đây tức là cái tag là bằng edit, tôi list này tag là bằng new thì mới thực hiện cái hàm đó. Thì ở đó thì tôi muốn thực hiện cái, tôi click vô tắt cái tắt, khi cái tắt nó bằng add và là tắt bằng edit đó, thì tôi sẽ gọi tới cái hàm đó. Đó, giờ tôi sẽ click nè. À, đó các bạn thấy chưa, ở đây giờ tôi đâm một cái edit, giờ tôi đâm ở đây nè. Đó, các bạn thấy nè, tôi trả lời nè, tôi click hello world nè, nó hiện do những cái mà dữ liệu đã có dựa theo cái ID đó nè, tên là hello world nè, tên là order world, chú thích là order world nè, hello Việt Nam nè, chú thích là in Việt Nam nè. Đó, click đi thêm mới nè, nó sẽ chưa có gì hết, tại vì mới, nó thêm mới, nó chưa có gì hết là đúng rồi. À, thì tôi muốn trở về cái ban đầu nè. Application tôi cũng chả biết chạy gì mà nó không hello. Thì tại sao chúng ta phải check out cái này bạn? Cái check out là cái gì? Cái hàm check out này á là nó để khi mà một cái trang web các bạn có hai người quản trị, có hai người quản trị, tôi đăng nhập vô cùng sửa trong hai người quản trị, một người là admin, một người là user, cùng sửa cái bài hello, cùng có quyền sửa cái bài hello Việt Nam này đó. Thì mỗi cái người click vô sửa thì nó sẽ đến sao? Không lẽ cái người nào lưu sao nhất á, thì nó sẽ áp dụng vô cái lưu sao sao? Thì cái Joomla nó quản lý là bằng cách đó, là cái người nào click vô trước á là cái người sau là không được sửa. Người nào sửa trước cái bài hello world này á là cái người sau không được sửa nữa. Bây giờ tôi sẽ thử đăng nhập nè, xem nè. Tôi sẽ dùng một cái trình duyệt khác, tôi sẽ đăng nhập vào cái gì đây, localhost Joomla administrator administrator enter. Localhost admin is tiêu trừ đi. Tôi sẽ đăng nhập một cái tên đăng nhập khác là test. Luôn rồi vô luôn. Thì trên đây tôi sẽ chọn tới cái option bằng com hello và view bằng hello. Giờ ví dụ tôi click vô đây thì ở bên đây nó sẽ có chuyện gì? Chưa có chuyện gì hết, nó chưa check out gì hết. Check it out các bạn, check it chứ không phải là check out. Check it out, thử đây. Thì ở đây nó, tôi sẽ click vô hello world thì nó báo cái gì? Z table check it out. Cái lỗi tôi sẽ tham khảo cái con Redux. Redux check out. Check out chứ không phải check it out. Kỳ gì? Check out get user ID sao tại đây. Tôi sẽ request lại. Cùng ở đây.
Ở đây tôi sẽ tham khảo cái get user, tôi sẽ tham khảo cái edit của cái Rodot, cái default chứ. Các bạn để ý nè, trong cái default này nó sẽ có cái gì đây, check out, nó sẽ có một cái check out. Các bạn để ý đây, equal gì hết thì read check it out. Cái này chúng ta có mà, à đây nè, ở đây nó có một cái hàm này, các bạn để ý nè, is nếu mà chưa có ai check out. Với cái tham số như thế này á thì nó sẽ chỉ in ra như thế này. Tôi sẽ làm từ root cho các bạn hiểu. Ở cái default này nè, ở cái tôi sẽ cầm chỗ ít nó đi, tôi sẽ cắt nó đi, nó không phải là cái này nữa mà nó như thế này nè. Tôi sẽ kiểm tra nó dùng php nè, php if khác gì table gì table is, nếu mà cái table này just gets out, chuyển cái tham số vô. Tham số là gì tôi cũng quên rồi. Tham số là z factory. Ở đây là như thế nào các bạn? Tôi sẽ giải thích sau nha. Tôi sẽ copy sang nè. Tức là lấy cái ID của cái user hiện tại đang đăng nhập vào cái phần admin của chúng ta. Cái đích chọn tới row, tức là cái đích chọn tới cái hello, tức là chọn tới cái object của chúng ta, cái hello thứ y, chọn tới cái trường check it out. Cái trường check it out này là gì? Thì lúc này chúng ta nếu mà chưa có cái nào check out á, thì chúng ta mới in ra cái này. Chúng ta sẽ in ra cái gì? Echo, echo. Href và index chọn php hp và cơm hello, option bằng cơm hello chứ, option bằng cơm hello và view bằng hello và tắt bằng edit và cái CID, cái mảng CID sẽ bằng bằng cái gì, bằng this cho đến ID. Chúng ta sẽ nối chuỗi lại, tại sao nó báo lỗi đây, để tôi kiểm tra thử. Bq camelo start bằng edit, à báo lỗi chỗ này. Thì chỗ này chúng ta sẽ in ra cái gì, this chọn ở đây hello, không không không, ở chỗ này chúng ta đã kiểm tra cái à đúng rồi, hello cho anh em, nhưng mà hello đây là hello của is, hello dòng thứ y à, tức là đã có người chỉnh sửa cái đó rồi á thì nó mới hiện ra. Chưa có người chứ, có dấu khác này tức là chưa chưa có người check out, nó sẽ hiện ra cái này. Còn nếu mà đã có người check out á thì nó sẽ echo cái gì, echo cái this chọn tới hello thứ y, nó chỉ chọn tới cái name thôi, nó không chọn tới cái link name.
Đó, tôi sẽ kiểm tra lại nè. Tôi kiểm tra bên cái Firefox nè. Delete. Kiểm tra sang cái Firefox. Delete vô. Nó không ra gì hết. View comment hello start bằng edit cid bằng và nó edit server, tức là cái chỗ này à, hello start cid bằng edit chỗ tới id ấy, edit phải chỗ tới hello chứ. Hello, tôi bị nhầm vào cái bên kia. Hello thứ y. Thứ y. Chọn tới cái ID. Hàng chi nó sai là phải rồi. Ở đây tôi cũng sẽ log lại. Tôi sẽ click ở đây tôi sửa. CID nó vẫn sai các bạn. Thì các bạn đừng có nản, sai cái nào thì bạn sẽ sửa đó thôi. À, hello, chọn trên cái ID thì bên cái thì tôi chưa biết nó sai chỗ nào, nhưng mà tôi biết là tôi đã làm thiếu cái là sao. Các bạn để ý nè, trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta nè, có một cái group nè, nó có không xếp cái group menu đi. Ở đâu này nè, chúng ta sẽ có một cái phần check out nè. Trong cơ sở dữ liệu, nếu mà chúng ta xét cái check out á thì nó phải có integer, nó là nó sẽ lưu cái ID của một cái user nào đang check out á. Thì chúng ta sẽ trong cái com hello này nè. Hello. Chúng ta sẽ thêm một cái trường vô là new field. Ta sẽ là check out. Đúng theo cái phần của Joomla luôn. Integer mặc định là không. Thì bên đây tôi sửa lại. Tôi không sửa gì hết. Tôi refresh lại, tôi chạy. Thì nó vẫn báo. Tại sao nó báo vậy? Thì nó sai là do cái dấu nháy nháy này nè các bạn. Dấu nháy nháy này chúng ta đặt sai chỗ nè. Ở đây chúng ta không đặt ở đây. Chúng ta đặt nguyên cái đường link mà. Nguyên đường link thì chúng ta phải đặt ở đây mới đúng. Đó. Tôi Ctrl S nè. Tôi xem nè. Tôi refresh lại. Tôi click vô. Hello. Thì ở đây nó đã báo đúng rồi. Nó báo đúng cái đường dẫn rồi. The request view hello bằng stack edit cd bằng 1. Nhưng mà cái server nó không chạy được. Tại sao các bạn? Tại sao server nó không chạy được? Tôi thử vô đây. Đó, cái ID nó bằng 2. Nhưng mà nó lại báo là không tìm trên cái server. Nó báo là cái máy chủ AVC 2.2.8 ở Win32B5 server ở localhost 80. Nó báo có gì tôi cũng chả biết nữa. Để tôi kiểm tra một lát. Tại sao sao các bạn? Các bạn thấy nó báo lỗi cái đường link nè. Chờ đến option nè. Nè, cái dấu này nè, dấu và nè. Tôi cũng bó tay luôn. Cái dấu quà nè các bạn. Option nè. Cái đó. Cái dấu này dấu chấm hỏi mới đúng. Chuỗi thế. À, tôi trở lại nè. Tôi refresh lại nè. Tôi click vô hello nè. Đó. Bên đây tôi cũng refresh lại nè. Tôi click vô hello. Hai bên đều sửa được hết. Nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Tại sao? Tại vì ở đây á, nếu mà muốn check out á, là nó check out bằng cái module. Module á, thì nó phải làm như thế này nè, nó phải add cái module vô HTML. Add module như thế nào? Module nó như thế này. Các bạn nhớ nè. Đâu rồi? Behavior.module. Tôi cũng chả nhớ nữa.
Đây tôi sẽ tham khảo cái cơm rửa đất của tôi, cái tifa tool tip mới đúng các bạn, không phải mô tool. Thì nó đúng rồi đó, đúng là cái mô tool đó, tool tip là làm bằng cái mô tool đó. Ở bên này tôi sẽ refresh lại tại sao nó chưa có sửa đổi gì hết, tại vì tôi tham khảo tiếp bên đây nè, là bên cái mô đồ của cái rồi đánh nè, nó trong cái get on ground này nè các bạn, nó sẽ có username editor rồi user tức là mình phải chỉnh sửa lại cái mô đồ của mình, cái camera này nó sẽ có cái mô đồ sau. Mình sẽ chọn là một cái view, tức là username chấm username mặc định trong cái bảng cơ sở dữ liệu của mình, nó sẽ giống như là editor edit. Lúc trước tôi làm cái cơm rồi đất thì tôi cũng tham khảo mấy cái cơm khác y gan như vậy thôi các bạn. From hello thì nó sẽ electron. Hello ở đây hello chấm sao, hello chấm sao from hello electron sao user chứ user as you on u.id bằng cái hello.check-it-out check-it-out. Ở đây tôi sẽ refresh lại, bên này tôi cũng refresh lại nhưng nó vẫn chưa check-out check-in gì hết, tại sao rắc rối đây? Tôi sẽ kiểm tra cái cơm product, cái retry by cái username editor title parent retry by get parent. Thì tôi lại cho cái UID bằng cái H-check-out. Tôi sẽ tắt hết các bạn, tắt hết cho dễ nhìn. Tôi sẽ mở cái view này ra. Ở đây nếu tồn tại cái này á, thì nó sẽ check out rồi. Get user ID thì ở trong cái edit, trong cái default chứ, cái default này nếu mà nó tồn tại cái user list cho đến check out thì tôi sẽ tham khảo cái cơm rô đất này ha. Chứ biết sao giờ, giờ tôi cũng mệt rồi, bó tay à. Yes, the row, check it out. Thì tôi sẽ kiểm tra ở trên này nó sẽ có cái behavior tooltip. Ở cái default của tôi sẽ cũng có cái behavior tooltip này tôi copy mà. Check it out, hello each. Thì tôi sẽ kiểm tra cái trong cơ sở dữ liệu nó sẽ có cái check it out rồi. Nhưng mà tại sao nó lại không có ở đây nè các bạn, nè để ý nè, nè cái chức năng rồ đất nè, tôi sửa cái rồ đất ba nè ở bên này nè, bên Firefox nè tôi cũng chọn tới cái rồ đất nè, nhưng mà thấy cái rồ đất ba nó bị phá nè, nó cái rồ đất hai cũng bị phá nè, do nãy tôi click cái hai cái đó. Cái ý của tôi là làm vậy đó. Bây giờ tôi trả lại nè, tôi trả lại cái này nè, tôi đang check cái Hello Việt Nam này nè.
Tại sao ở đây nè? Ở đây cái tôi chở đây nè. Hello nè. Đó, nó lại không có cái check này. Thì tôi kiểm tra cái default này. Trong cái default thì ở cái read checked out this chỉ có cái hello is read checked out. Này tôi sẽ kiểm tra read checked out row e, đúng rồi, get user id e cho nó check it out, reach cho nó e user thì cũng check it out thôi. E ngược lại tại sao nó là như vậy? Tôi quên một cái vấn đề này là lúc nãy tôi thêm cái check it out ở đây nè, trong cái table chúng ta lại chưa có thêm cái khóa check it out ở đây. Giờ tôi sửa lại, tôi cũng chưa biết là sẽ ổn hay không, nhưng mà tôi biết là nó thiếu bằng nuôi thì tôi sẽ refresh lại. Ở đây tôi cũng sẽ refresh lại thì cũng chưa có gì luôn. Hay da, cái vấn đề này sao mà nan giải thế. Thì tạm thời tôi chưa biết nó ở bị cái lỗi chỗ nào, nhưng mà ở trong cái cơ sở dữ liệu nè các bạn, chúng ta vẫn còn thiếu nè, thì tôi sẽ tạo thêm luôn. Nó sẽ có một cái là Retry là được tạo bởi ai, thì mặc định tôi sẽ cho nó là 0000 00 00 0 giờ 0 phút 0 giây. À, not not mặc định của nó, kiểu của nó là daytime Retry. Thì thêm một cái trường nữa là Retry by là được tạo bởi ai, nó tên mặc định là không. Đó. Thì trong cơ sở dữ liệu chúng ta thay đổi như thế nào đó, thì trong cái job table của chúng ta sẽ thay đổi như thế đó. Ở đây tôi sẽ có là variety variety sẽ bằng null. Thì cái variety by thì cũng vậy thôi. Variety luôn. Thì đây nó có sẵn retry by thì nó sẽ bằng cái user hiện tại, được tạo bởi cái user hiện tại đang đăng nhập. Còn cái người đang tạo cũng bằng cái user, bằng cái ngày hiện tại, ngày tháng hiện tại là Chipotle 2.2.getday. Nhưng mà chỏ tính true MySQL, tức là nó sẽ chuyển tới cái kiểu mà giống như MySQL vậy đó. Đó, tôi không biết sửa được cái này thì nó sẽ hoàn thành cái này hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy là nó thiếu như vậy đó. Thì nó vẫn chưa khi mà nó chưa có check out được các bạn. Tôi click vô Hello World nè, tôi đang sửa Hello World nè, bên đây tôi refresh lại thì nó chưa có check out, thì tôi chưa có biết cái lỗi nó như thế nào. Nhưng mà cái video clip này nó cũng dài rồi, cho nên là tôi không thể nào mà nói tiếp được nữa. Thì xin hẹn các bạn, xin lỗi với các bạn về cái bất tiện này. Tôi sẽ hẹn các bạn lại cái video clip thứ 3. Tôi sẽ sửa cái vấn đề này và sẽ nói lại cái phần còn lại. Thì xin cảm ơn các bạn đã xem video clip.